Công ty trách nhiệm hữu hạn Thi Nét kính chào anh chị. Ở video này, Thi Nét sẽ giới thiệu chi tiết về mô đun mua hàng, mua tài sản. Tổng quan về mô đun mua tài sản. Hỗ trợ mua hàng từ các nhà cung cấp và phê duyệt càng nhanh càng tốt với chi phí thấp nhất có thể. Để nhanh các chu kỳ phê duyệt thông qua phê duyệt yêu cầu điện tử. Giám sát chi tiêu so với ngân sách. Tận dụng sức mua thông qua các dịch vụ chia sẻ. Hỗ trợ đánh giá nhà cung cấp dựa trên hiệu suất phân phối. Thiết lập nhóm người dùng phê duyệt. Thiết lập nhóm phê duyệt thích hợp. Nhận email thông báo trong quy trình duyệt. Nhóm phê duyệt đơn yêu cầu. Nhóm này có thể ủy quyền một khoản chi cho trung tâm chi phí, tài khoản phụ hoặc kết hợp cả hai. Nhóm phê duyệt đơn mua hàng. Nhóm này bao gồm người mua, người quản lý người mua, đánh giá tổng chi phí cho tổ chức. Nhóm phê duyệt đơn blanket. Nhóm này cho phép số tiền hạn mức, tổng số tiền có thể được chi tiêu và chiết khấu cho một BO. Khi duyệt các đơn yêu cầu sẽ dựa vào ngân sách đã được thiết lập và tuân theo các quy tắc đã định khi duyệt. Ngoài phê duyệt trên hệ thống và email thì có thể trực tiếp phê duyệt và theo dõi trạng thái của các đơn thông qua app QID Action Center. Quy trình tổng thể. Các yêu cầu mua sẽ được lấy trực tiếp hoặc lấy từ các hoạt động bổ sung của mô đun tồn kho. Các yêu cầu này sẽ được tạo trên QID EAM, thiết lập các cấp duyệt. Đơn yêu cầu sẽ được duyệt và tạo thành đơn BO. Duyệt đơn mua hàng, thực hiện đặt hàng, nhận hàng, có thể thực hiện trả hàng nếu cần. Tại bước nhận hàng và trả hàng, hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo đến người yêu cầu về trạng thái và các hoạt động của đơn hàng. Tạo đơn yêu cầu mua hàng trên QID EAM, màn hình thiết lập chung, thiết lập mã người yêu cầu, ngày tạo yêu cầu, mã nhà cung cấp, thiết lập thông tin mã nhóm phê duyệt, bên cạnh đó có thể xem trạng thái phê duyệt của đơn yêu cầu. Màn hình thiết lập thông tin line cho đơn yêu cầu. Nhập mã linh kiện cần mua. Số lượng đặt hàng. Tại order, ngoài hiển thị các thông tin mặc định được lấy từ thiết lập chung của đơn yêu cầu, thì sẽ cập nhật thêm thông tin về ngày đến hạn nhận hàng. Thực hiện duyệt đơn yêu cầu. Đơn yêu cầu mua hàng, sau khi duyệt, sẽ có trạng thái là Authorize. Màn hình đơn mua hàng BO được tạo từ yêu cầu mua trên. Thực hiện duyệt đơn mua hàng BO và có trạng thái Action sau khi duyệt là Approve. Bước tiếp theo thực hiện đặt hàng. Chọn đơn hàng và chọn BO Order. Nhận hàng. Chọn đơn hàng và tích chọn hành động Receive. Hiển thị cửa sổ mới, tại đây có thể thực hiện chọn từng line hoặc chọn tất cả. Và nhập số lượng hàng đã nhận. Nhập mã đóng gói hàng. Xác nhận ngày nhận và giao hàng. Tích Receive, hoàn tất, nhận hàng. Xuất phiếu nhận hàng. Kiểm tra các thông tin liên quan đến đơn hàng vừa nhận. Màn hình trả hàng cho nhà cung cấp, thực hiện lọc thông tin của người nhận, mã đóng gói hàng và ngày nhận hàng cụ thể. Hệ thống sẽ hiện tất cả các giao dịch nhận hàng được liên kết với các thông tin trên. Chọn line hàng cần trả, nhập số lượng trả hàng, xác nhận ngày trả hàng và chọn return để hoàn tất quy trình. Ngoài ra, QID EAM hỗ trợ lập đơn blanket, một hợp đồng mua hàng hay còn gọi là đơn hàng thương lượng, được thực hiện với nhà cung cấp, dự kiến sẽ có nhiều đợt phát hành trong một khoảng thời gian xác định, thường được sử dụng khi có nhu cầu định kỳ về các linh kiện, hàng hóa hoặc dịch vụ. Thiết lập thông tin chi tiết cho đơn blanket. Thực hiện phê duyệt.
và phát hành đơn mua hàng BO dựa trên các thông tin đã thiết lập. Các báo cáo liên quan đến mô đun mua hàng. Bên cạnh hỗ trợ xuất thông tin chi tiết, các đơn yêu cầu, đơn đặt hàng, các thông tin về nhà cung cấp, nơi nhận thanh toán, thông tin các linh kiện cần mua với số lượng và tổng chi phí. Đơn len kịch hiển thị thông tin trên một hợp đồng mua hàng dài hạn, địa chỉ nhà cung cấp, thông tin số lượng đặt hàng, giá, chiết khấu của linh kiện đặt mua. Báo cáo nhận hàng theo nhà cung cấp. Báo cáo này cung cấp các thông tin về lịch sử nhận hàng, số lượng và tổng chi phí các mặt hàng. Báo cáo nhận hàng theo nhà cung cấp và theo kỳ trong khoảng thời gian nhất định. Báo cáo thống kê hiển thị thông tin đã thực hiện nhận hàng với từng nhà cung cấp, với mã linh kiện và số lượng đã nhận, chi phí tính trên đơn vị nhận hàng. Trên đây là phần giới thiệu tổng quan về mô đun mua hàng trên phần mềm QID. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video này. Nếu anh chị cần hỗ trợ hoặc đóng góp thêm ý kiến, xin liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Thinet. Hãy nhấn subscribe bên dưới để nhận thông báo các video mới của chúng tôi, hoặc share video này để chia sẻ nội dung có ích đến bạn của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.